Xin chào các bác anh chị nhé. 20 tháng chạp âm là 20 tháng chạp, còn dương là 22 tháng 1 nhé. Thì sáng đã cập nhật các anh chị một chút cái không khí mua bán táo rồi. Bây giờ thì cũng gọi là 10 giờ kém rồi. Giữa buổi sáng sẽ gửi đến các anh chị cái việc mà thành quả mua bán là sau buổi sáng nhé. Giờ thì cũng túc tắc một chút nhỉ, và gửi đến các anh chị xem mà cái lượng táo của các điểm cân này. Đấy, điểm cân đâu cũng táo lùng quanh đây nhỉ. Quanh quanh một chút nhé. Đây. Úi giời. Đấy, dưới này 2-3 chỗ cân này, chỗ này này, trong làng này. Đấy, loanh quanh đây để mà các bác cùng xem nhé. Kết quả cân xem được nhiều không nhé. Nói chung là cái mưa, cơn mưa vừa rồi nó hỏng rất là nhiều táo các bác, nó ảnh hưởng lắm ấy. Để đổ đây tí đã. Để xem. Bây giờ thì vẫn đứng ra để gọi táo, vẫn gọi áo quá. Đứng ra gọi táo nhưng mà cái lượng bà con bán giờ thời điểm này là 10 giờ rồi nên là cũng ít hơn. Mua táo nồm này. Còn gọi nữa không em? Vãn hết rồi nhỉ? Đấy. Đấy. Ở phía dưới kia cũng 2-3 điểm mua nữa. Đi đâu? Đây. Đây mời các bác cùng lên đây thăm một vài cái điểm này nhé. Nói chung là cái việc mà cấp tập để đóng hàng đi trong mấy ngày hôm nay thì nói chung là cực nhiều các bác ạ. Phải là mỗi người đều cố thêm một tí để được cái bánh chưng nó có nhân thịt ấy, kiểu kiểu như vậy. Người bà con thì cũng tích cực hái, dù rằng mưa lạnh nhá thì cũng vẫn hái thôi. Thì táo nó để hỏng một hỏng quả nào thì sót quả đấy. Mua một lúc buổi sáng. Đông táo xô xô nha. Bây giờ mời các bác lên cái địa bàn của thằng em kia nhé. Táo giờ ví dụ bà con hái ở vườn buổi sáng, bây giờ đồng ý thồ đi, thồ vào các điểm cân kìa. Đấy các bác thấy không? Đấy. Nói chung là bây giờ hái ở vườn bây giờ vẫn chưa xong đâu. Tầm này vẫn chưa xong đâu. Ít nhất thì cũng phải tầm khoảng tầm tiếng nữa. Hoặc là 30 phút đến tiếng nữa. Nào bây giờ mời các bác lên điểm cân của thằng em này, nó cân xem được nhiều không nhé. Cô Ba Hường loại gì ấy? Nhỡ hay to? Bi á? Bi thì con lại không chơi được. To không hái à? Đấy, đây điểm cân nữa này. Thằng to hay sao ông Thảo ơi? Hai mấy? À thế à? Ừ, thôi thì kể vào đấy thì gọi quay lại để gọi hàng kia. Nhưng mà đang mải quay video các bạn ạ. Vẫn tiếp tục gọi hàng rồi, đón hàng rồi. Đấy. Lên chỗ thằng em này xem nó mua được nhiều không nhé. Úi giời. Yeah. Hàng đẹp quá. Yeah. Đợt này có cân Tân Hoa không? To của Đài Loan à? Đài Loan. Cái này
Cái này thì vẫn nếu mà không ấy thì chỉ có chọn hàng xô đấy chứ to có mấy quả đâu mấy đâu nhỉ, to đại hẳn. Có phải cứ đều này đúng không? Tức là nó đến nó vặt hộ gì? Nó vặt hộ. À lại còn thế nữa. Chốt bao nhiêu mi? Ừ. Ờ đấy ra lại táo đắt thì lại mất táo nhỉ. Thế táo đắt hôm nay mất mùa. Vâng. Toàn hàng VIP nhỉ. Chip phải chọn ra VIP VIP luôn này. Đồ nhầm á? Tạo công ăn việc làm quá. Đấy đúng không? Hàng VIP, VIP của Đài Loan này, khủng khiếp không các bạn. Đây các bạn nhìn này. Wow. Đây. Ui rồi. Đấy. Đài Loan VIP đây. Không thể cầm nổi. Đấy. Không cầm vào trong lòng bàn tay được, nó như quả táo tàu luôn ấy. Sợ thật. Ba quả là không hết bàn tay. Ô, đã chuyển từ Tân Hoa về rồi á? Đấy. Nhanh nhỉ, trên cần tăng bo mấy điểm mới về được. Hàng của nó VIP siêu VIP ấy nhỉ, hàng này ác lắm. Hàng chốt to Đài Loan bao nhiêu ở Mỹ? Hàng Đài Loan VIP nhất bao nhiêu? À thì à, VIP VIP còn trên 40 nữa đúng không? Đấy. Tức là hàng VIP hẳn siêu VIP thì nó là trên 40k một cân nhé. Còn hàng sô sô thì nó là 30, còn hàng VIP VIP to to thì nó gọi là 35, hàng Đài Loan. Còn hàng này thì nó dưới 30 các bạn, hàng Xuân thì nó dưới 30. Nói chung là không có táo để mua thôi các bác ạ. Đây nhỡ. Của Đài Loan này rất nhiều luôn. Đống Đài Loan này. Tấn 40 triệu. Đây, hàng này. 40k. Các bạn nhìn thấy một quả nó sợ khủng khiếp luôn, hàng siêu VIP đấy. Vào đi, đổ hàng nhỡ, nhỡ đài. Đó. Với cái tốc độ Đài Loan. Đấy, Đài Loan rất là đẹp nhỉ, trên này. Ở trên đấy chủ yếu mua Đài Loan, Loan là kính. Vâng, 100% Đài Loan. 100% Đài Loan à? Hàng ấy nhỉ, hàng này chọn rồi à? Không, đều hết. Đều hết á? Có thích nhỉ. Ác thật. Ba mấy loại này rồi? 3840 à? Đấy, hàng này toàn loại đầu 3 đít bé, đít to đùng rồi, hoặc bốn đầu 4 rồi. 40.000 cân các bác ạ. Hàng toàn hàng siêu VIP cả thế. Đấy thì các bác thấy không? Cái việc mà mua bán và vận chuyển cũng như là đóng hàng các thứ, đây tôi cập nhật cho các anh chị một chút về cái việc mua táo nhé. Thì Đài Loan nó gọi là hàng toàn hàng VIP thôi. Hàng VIP và hàng siêu VIP toàn trên 40 các bác nhé. 40 và còn hàng nhỡ nhỡ đa đá tí là 38 rồi. Nên là giá nó rất là cao. Đấy, Đài Loan. Còn Xuân thì giá nó thấp hơn một chút các bác nhé. Thôi giờ mời các bác quay trở lại phía kia nhé. Còn ví dụ cửa đây thì hàng chục tấn, nếu mà đỉnh điểm mà mua mà vụ mà đạt hàng ngày thì nó phải rơi vào khoảng 20 tấn một ngày nhỉ, các cửa cân.
tăng bo 2-3 điểm. Và cân thì chỗ nào cũng có điểm cân các bác nhé, chứ không phải riêng ở mỗi chỗ cổng làng em, chỗ khu vực nhà em ấy đâu. Chỗ nào cũng có điểm cân, khu nào cũng có người cân, người mua, người bán online. Lên trên nhà báo Oanh này các xem. Tầm trưa trưa. Vẫn hàng đại tướng các bác ạ. Đây này, Đài Loan à? Xuân à? Mùa thôi. Đây thì thấy giống lắm. Vừa lấy sầm. Hả? Vừa nhìn thấy giống lắm ý. Sáng đây là đám công ty này, sáng khó với ít tàu bi. Hả? Mà phải nắm ná không có bạn. Hẳn còn như tàu bi cũng tổng thủy chết. Thấy cái đông pha mẹ vợ trên tôi đánh trên cây nhà. Bốn năm xe gà điểm. Mặt nhanh bà, mặt nhanh. Thế này cho chồng xuống đây. Nhiều thế nhỉ? Toàn to to à? Toàn hàng to, hàng VIP. Hàng to đấy anh em. Được hai mấy rồi? Chưa biết. À chưa biết à. Cứ cân đã. Khách từ đầu cụ vụ đến cuối vụ. Cứ vào và sẽ biết được giá cân, giá tiền. Không cần biết giá. Hàng Xuân VIP này. To. Xuân vàng VIP các bác. Quả nó như đại tướng ấy nhỉ. 28.000 cân mua tại chỗ đây. Các bác nhìn thấy chưa? 28.000 và ship 30.000 các bác nhé. Và thì áp vào ngày ông công ông táo rồi, chỉ 3 ngày nữa là ngày ông công ông táo không? Thì đương nhiên là giá táo nó sẽ lại đi lên nữa. Giá táo so với ngày hôm qua thì nó đã tăng lên, nhích lên tương đối nhiều nhé, đặc biệt ông Đài Loan nhé. Đó, bây giờ em cũng về đóng nốt ít táo của em nữa đấy. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị nhé. Chúc các anh chị sức khỏe, chuẩn bị cái Tết ấm áp cùng gia đình, cái Tết đầy đủ. Đấy, này. Xin chào, hẹn gặp lại. Thôi. Buổi sáng vặt nhanh thế này á? Dạ. Buổi sáng vặt nhanh này á anh nhá? Dạ, buổi sáng em chắc chỗ này được. Thế thôi, bà có đi làm, bà có vặt được tạ mốt đi làm. Ô, bà đã vặt được tạ, đống của bà đã được tạ mốt, bà lại đi làm đây rồi. Trời, quá là siêu. Và đấy. Sáng 3, 4 người vặt anh bảo. Ờ, thế là mình ở đâu? Trong Đồng Lấm. Đồng Lấm à? Đấy. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào các bạn. Đấy, các bà con, các anh em bây giờ bắt đầu ra thầu ra vặt buổi sáng, bây giờ 10 giờ rồi bắt đầu ra thầu ra để bán nhé. 10 giờ sáng này. Vẫn tiếp tục cân và tiếp tục để đóng hàng nữa.